Okay, hello. Okay, hello Bảo Trang. Good evening. Gửi link qua Zalo chị với. À vâng, em gửi đây ạ. Bây giờ bọn đang học điện thoại đấy. Vâng, vâng, chị đợi em. Vâng. Khỏe hả? Áo mới vào được. Vâng, để em vào gửi đây ạ. Okay, okay, Bảo Trang nào. How are you today? I'm happy. Oh, you are happy? Okay. Have you eaten tonight? Have you eaten? Have you eaten là gì nhỉ? Bảo Trang đã ăn chưa? Yes. Okay. Okay. So I will share screen for you. Today you feel so happy. Okay, I'll share screen for you. Okay, look at my screen. Today we will learn. Today we will learn about animals and aliens. Okay. Now look at the picture. And can you tell me about some animals that you know? Bảo Trang kể cho cô xem là một số con vật bằng tiếng Anh mà Bảo Trang biết trong bức tranh này xem nào. Do you know any animal? Okay. Can you repeat again? Alligator. Alligators. Okay, it's the alligator. Okay, what animal is it? It's an elephant. It's an elephant. Very good. Okay. What about this animal? What animal is it? It's a lion. It's a lion. Very good. Okay. What animal is it? It's a tiger. It's a tiger. Very good. What animal is it? It's a giraffe. Giraffe. Very good. Thank you. So today we will learn about animals and aliens. Hôm nay mình sẽ học về động vật và người ngoài hành tinh. Aliens. Okay. Okay, animal body parts. Các phần trên cơ thể của động vật này. Okay. Body part of elephant. Elephant. Okay. Now, look at the picture and tell me what is it? This an eye. This is an eye. Very good. So how many eyes have the elephant got? How many eyes has it got? There are two eyes. Okay, good. Okay, and look at the picture and tell me what is it? What is it? It's a fake. A face, a face hoặc là gì nhỉ? Phần này mình gọi là gì? A hat. A hat. Okay. Now, look at the picture and tell me what is it? This an ear. Okay, so show me your ear. Ear của Trang nhỉ? That's your ear. Oh, this is your ear. Very good. Thank you. Okay, so how many ears? How many ears can you see in this picture? Ears. Okay, there are two ears. Break it. And now, look at this bus and tell me what is it? This is a tail. Tail là gì nhỉ? Bảo Trang đã biết từ này chưa? Cái đuôi đúng rồi. Good job. Okay, so what is it? This is a lab. Very good. So how many legs are there in the picture? How many legs? There are four legs. Okay. Now, look at this.
And tell me, what is this? Gì nhỉ? Mình sẽ có từ task. Task. Task là gì nhỉ? Task có nghĩa là ngà voi đúng không? Viết vở cho cô này, task hai chấm ngà voi. Task ngà voi. Task ngà voi. Tax hai chấm ngà voi. Okay, very good. You finish? Yes. Okay, so repeat after me. Tax. Task. 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 Okay, one more time, một lần nữa nào. Task. Task. Okay, now. Okay, look at this and tell me what is it? What is it? Do you know? Gì nhỉ? Mình sẽ có từ là trunk. 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 Viết từ này vở cho cô nha. Trunk hai chấm là vòi voi. Trunk. Trunk, vòi voi. Trunk, vòi voi. Now, okay, listen and repeat after me. Trunk. Trunk. Okay, very good. Next. Okay, next we will learn about the body part of a bird. Okay. Now, look at the picture and tell me, what are these? What are these? Đôi cánh là gì nhỉ? Bảo Trang có biết không? You don't know? No. No, okay. Wings. These are wings. Bây giờ cô vở đi. Wings, hai chấm. Cánh. Wings. Cánh. Now, I will ask you again. What are these? Wings. They are wings. 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 Very good. Now, look at the picture and tell me what is it? This is a cat. Very good. Okay, now, what is it? This is an eye. This is an eye. And what is it? It's a body. It's a body. Okay, very good. And what is it? It's a tail. Is it a tail? Okay, this is a tail. Okay, now. Now, how many legs are there in the picture? How many legs? There are two legs. Okay, there are two legs. Very good. And how many toes are there in the picture? How many toes? Toe là gì nhỉ? Do you know toe? Toe này này. Toe là ngón chân. Viết trong vở cô đi. Toe, ngón chân. Okay, so look at the picture and tell me how many toes are there in the picture? There are eight toes. There are eight toes.
Mm-hmm. There are 8 toes. Okay, so let's talk about you. How many toes have you got? How many toes have you got? Yeah. How many toes have you got? Nghĩa là gì nhỉ? Bảo Trang có mấy ngón chân? Yeah, 10 toes. Mình sẽ nói là tôi có 10 ngón chân thì Bảo Trang sẽ nói như này cho cô này. I have got 10 toes. I have got 10 toes. Okay. So how many fingers have you got? How many fingers? I have got 10 fingers. I have got 10 fingers. Very good. Mm-hmm. Okay, so look at the picture and tell me what is it? What is it? Đây là từ gì nhỉ? Viết cho cô vở này. Feather, hai chấm, lông vũ, lông chim. Feather, hai chấm, lông vũ, lông chim. Feather, lông vũ, lông chim. Mm-hmm. Okay, and the last one. What is it? Bag. Mình không đọc là bag, mình sẽ đọc là big. Big. Nào, đọc lại cho cô three times nhé. Nhắc lại 3 lần cho cô này. Big. 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 Very good. Nào, ghi vở cho cô big, hai chấm mỏ chim. Big, mỏ chim. Big, mỏ chim. Okay, nào đọc lại từ này cho cô này. Feather. 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 Feather là lông vũ, lông chim nha. Okay, next. Okay, we will learn about body parts of a fish. Mình sẽ học về các bộ phận trên cơ thể con cá nữa này. Okay, so look at the picture and answer my question. What is it? This is a mouse. Okay, so touch your mouth. Touch your mouth. Where is your mouth? Cái gì nhỉ? Chạm vào môi của mình nào. Touch your mouth. Mouth của Bảo Trang đâu? Where is your mouth? It is your mouth. Get. Okay, what is it? It's an eye. Is it an eye? Very good. And what is it? It's a body. Is it a body? Okay, and what colors is the body? What color? This is brown. Very good. Okay, next. Oh, what is it? Cái đỏ mà tự nhiên này phá răng vào đây. Oh my god. Okay, now what is it? A tail. A tail. Không đọc là tail nha, mình đọc là tail, tail. A tail. Okay, good. And okay. Now, what is it? This is a fin. This is a fin. Fin là gì nhỉ? Vây. Fin. Biết bảo cho cô này. Fin hai chấm vây cá. Fin, fin, hai chấm vây cá. Fin, fin, vây cá. A fin. Okay, finish. Now, repeat after me. Fin. Fin.
fin. Fin. Okay, now. And what is it? Thế gì ở gì à? Chỉ có từ gì? Ball. Nào, ball. 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 Đây là cô nha. Ball hai chấm xương cá. Ball. Ball hai chấm xương cá. Thôi, không sao. Có thể là xương người. Ghi cho cô là xương không? Ball hai chấm xương. Nào, câu hỏi lại nhé. I can ask you again. What is it? Xương là gì? Ball. 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 Good job. Thank you. Now, next. Hắn bùng cái chốt đây này. Hắn bùng cái chốt đây. Okay, now. Look and read. Put a tick or a cross in the box. Now, okay, now. We have an example here. This is a hand. So, is this a hand? Yes or no? Bảo Trang. This is a hand. Yes or no? No. No. Mm. When you say no, you draw a cross. And if you say yes, you draw a tick. Mm. Nếu mà sai thì Bảo Trang sẽ viết cho cô dấu nhân này. Nếu mà đúng thì mình sẽ ghi dấu tích cho cô. Ok, bây giờ Bảo Trang hãy bật cho cô cái công cụ bút vẽ nào. Ok. So, are you ready? Ready. Okay, are you ready? So I you give you 2 minutes to put a tick or a cross from number 2 to number 8. Nào, 2 phút cho Bảo Trang để mình sẽ điền là dấu tích hay là dấu nhân. Từ câu số 2 đến câu số 8 nào. Sau đó cô sẽ kiểm tra lại. Nào. Số 9 mình bỏ qua, tí nữa mình sẽ em viết sau này. So you finish? Yes. Yes or no? Okay, yes now. Number 2. Number 2. Okay, number 2. This is a nose. Is this a nose? Yes or no? Yes. Yes, okay. You check your answer. Okay, your answer is correct. Very good. Now, number 3. This is an eye. Yes or no? No. No, okay. So what is it? Okay, this is an arm or maybe this is a hand. Có thể là cánh tay hoặc là bàn tay. Okay. So this is an eye is incorrect. Không chính xác nào. What is it? This is a leg. This is a leg. So your answer is correct. Now, number 5. This is a mouth. Yes or no? Yes. Yes, okay. Your answer is correct. Thank you. Now, number 6. This is an arm. Yes or no? No. No, okay. But you write a, but you draw a tick. So your answer is correct. Now, look at the picture and tell me what is it? A hat. This is a hat. Break it. So you should draw a cross. Now number 7. Okay, this is a hat. Yes or no? No. 7. No. Okay, so what is it? A
He is an elbow. Oh, this is an elbow. Okay, very good. Mm-hmm. And what is it? It's a tail. This is a tail. Very good. Okay, look at the picture and tell me how many eyes can you see in this picture? How many eyes? There are two eyes. Two eyes? Are you sure? Two? Three. There are three eyes. Okay. So, okay, can you guess what is this? Bảo Trang đoán đây là con gì không nhỉ? Con gì mà có ba mắt nhỉ? Người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh tiếng Anh là gì? English. Bảo Trang có viết được cho cô không? Viết thử cho cô chữ người ngoài hành tinh đây nào. Do you know? Người ngoài hành tinh là gì nhỉ? An alien. This is an alien. Now, listen and repeat after me. Alien. 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 Very good. Now next. Okay, take note. Okay, now. Bây giờ cô sẽ kiểm tra bài cũ nhé. I will check your memorize. Okay. Okay, so can you tell me about five vowels in English? Kể cho cô năm nguyên âm trong tiếng Anh nào. Năm nguyên âm trong tiếng Anh là gì nhỉ? Letter U. Letter U. What else? E. E. O. 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 A. A. N. I. And I. Very good. Nào, thế thì khi nào thì mình sử dụng ân? Ân thì đứng trước những danh từ như nào nhỉ? Ngoài. Ân sẽ đứng trước những danh từ bắt đầu bằng năm nguyên âm, đúng không? Bắt đầu bằng năm nguyên âm. Và mình nhớ theo kiểu tiếng Việt thì nó chính là từ uể oải, bắt đầu bằng năm nguyên âm. Thế còn ơ thì sẽ đứng trước những danh từ như nào? Bắt đầu bằng phụ âm. Đứng trước những danh từ bắt đầu bằng phụ âm. Thế phụ âm là gì ạ, Bảo Trang? Phụ âm là gì nhỉ? Phụ âm là tất cả những chữ cái còn lại, ngoại trừ năm nguyên âm này ra thì đều là phụ âm. Hiểu đúng chưa? Ok, thank you. Now for example, this is an elephant and this is a mouse. Now, bây giờ Bảo Trang hãy lấy cho cô một ví dụ về một loài vật và bắt đầu bằng một nguyên âm nào, đi về ân. Thì mình ngoài elephant ra mình còn có gì nhỉ? He is an alligator. An alligator. An alligator. Now, okay, tell me about an animal. Okay. Mà mình sử dụng ơ nào. Loài động vật mà mình sử dụng ơ, ơ gì nhỉ? A cat. A cat. Or a dog. Very good. It's very easy. Okay, next. Now, write the animals, then draw lines from O or N. Now, bây giờ mình sẽ gì nhỉ? Nối các từ chỉ bộ phận cơ thể của con vật này. The body of an animal with O or N. And we have an example here. An arm. Thế thì body, body mình sẽ nối với ơ hay là ân nhỉ? A body or an body? A body. A body, okay. Nào Bảo Trang, bảo cho cô cái công cụ bút vẽ này nào. Mình nối hộ cô. A body. Bảo Trang nối được chưa nhỉ? Okay, good. Now, what about ear? A ear or an ear? An ear. An ear, very good. Nối luôn cho cô nào. An ear. Okay, what about eye?
I or an I? An I. An I. Very good. Mm. What about face? A face or an face? A face. A face. Very good. Mm-hmm. Okay, what about foot? A foot or an foot? A foot. A foot. Okay, good. Mm. A hand or an hand? A hand. A hand. What about hat? A hat. A hat. Okay, good. And what about leg? A leg hay an leg nhỉ? Leg. A leg. Mm-hmm. And mouth. Mouth. A mouth. Mouth. Okay, a mouth. Mm-hmm. Now, a nose or a nose? A nose. A nose. Very good. And what about this one? A tail or a tail? A tail. A tail. Very good. Mm-hmm. Now, look at the picture. Now, what animal is it? It is an elephant. This is an elephant. Very good. And, okay. Now, can you tell me how many legs can you see in this picture? How many legs? There are four legs. Mm, there are four legs. And how many ears can you see in this picture? How many ears? There are two ears. Mm, there are two ears. And what is it? It's an eyes. Mm. And what colors is, what color is it? It is gray. It's gray. Very good. Mm-hmm. Now, and what are these? What are these? Mình có từ ngà voi mình vừa học là gì nhỉ? They are. They are. Tusks. They are tusks. Mm, they are tusks. Mm-hmm. Okay, and what is it? What is it? It is. Mm, voi voi là gì nhỉ? This is a. This is a trunk. It is a trunk. Mm, this is a trunk. Mm, voi voi là a trunk. Mm-hmm. Now, look at the picture number two and tell me what animal is it? This is a mouse. Okay, this is a mouse. And how many ears can you see in this picture? How many ears? There are two ears. There are two ears. Okay. And what is it? What is it? This a tail. This is a tail. Very good. And okay, what color is it? What color is it? It is white. This is white. Thank you. Mm-hmm. Okay, so we can move to the next part. Mm. Mm. Okay, now. Okay, part C. Read and choose a word from the box. Write the correct word next to the number 1 to number 5. Now, we have a box here. Mình sẽ có một cái box ở đây, một cái hộp ở đây. Wow. There are lots of vocabulary and picture. Mm-hmm. Now, trong đây có từ nào là từ mới không, Bảo Trang? Bảo Trang có thấy từ nào từ mới không nhỉ? Yes or no? No. No, okay, good. Now, nhiệm vụ của Bảo Trang là gì nhỉ? You need to choose a word from the box and write it on the line from number 1 to number 5. Nhiệm vụ của Bảo Trang là mình sẽ chọn cho cô một từ thích hợp từ trong cái hộp này. From the box and write it on the lines và điền vào chỗ trống cho cô. Nào, mình sẽ có một câu ví dụ ở đây. We have an example here.
You can find me at the zoo. Thì nhỉ? Bạn có thể tìm thấy tôi ở trong sở thú. I'm a very big. Nào, number one. Bảo Trang điền từ gì vào đây? I'm a very big gì? Mình nên điền từ gì nhỉ? I'm very big. Tôi là một cái gì đó rất là to. Gì nhỉ? Tôi là một loài động vật rất là lớn, đúng không? Animal. So, animal. Okay, now. I've got four long. Tôi có bốn cái gì đó. I have got four long. Long gì nhỉ? Legs? Yeah. True or eyes? Yeah. Legs. Okay, I have got four long legs. And, okay, I'm sorry. And my tail is very long. Two, I can see with my big brow. Big brow gì nhỉ? I can see là gì? Tôi có thể nhìn với cả một cái gì đó. Big brow. Ừ, mình điền từ gì ở đây là Bảo Trang? Uh-huh. Nào, từ này mình điền rồi nhá. Mình gạch đi này. Từ này. Ừ. I can see with my big brow gì? Tôi có thể nhìn với cả một đôi mắt màu nâu rất là lớn. Thì từ mắt là gì nhỉ? Eyes. Eyes. Good job. Now next. Oh, I'm sorry. Oh. I like eating. I like eating. Number four now. I like eating. Nào trong này có cái gì là chỉ đồ ăn? I like eating. Fruit. I like eating fruit. Tôi thích ăn trái cây đúng không? I like eating fruit. Oh my god. But I don't eat meat. Nhưng mà tôi không ăn thịt. I drink. Drink gì nhỉ? Water. I drink water. I drink water. Tôi uống nước. Now, my body is yellow, orange, and brown. Yellow là màu gì? Màu vàng. Orange. Màu cam. And brown. No. Okay, what am I? Okay, what animal is it? It is a giraffe. It's a giraffe. Thank you. Very good. Mm-hmm. Now, look at the giraffes and tell me how many legs can you see in this picture? How many legs? There are four legs. There are four legs. Okay. And how many ears can you see in this picture? How many ears? There are two ears. There are two ears. Okay. And, okay, what is it? This is a tail. This is a tail. Very good. And how many eyes can you see in this picture? How many eyes? There are two eyes. There are two eyes. Okay, thank you. Next. Now, let me trả lời cho cô một số câu hỏi nha. Okay, I will ask you some question. Now, okay, I will ask you again. What animal is it? This giraffe. Is this giraffe big or small? Is this giraffe big or small? Is this big or small? Big or small? Big. It's very big. Oh, okay. Now, question number two. What color are its eyes? What color are its eyes? These black. They are black. Okay, they are black. Oh my god, brown eyes. Maybe. Okay, I'm wrong. Cô viết nhầm nha. Now, next. Does this giraffe eat meat? Does this giraffe eat meat?
Yes or no? Nghĩa là gì nhỉ? Giraffe là gì? Con ngựa vằn này đúng không? Có phải con ngựa vằn này ăn thịt hay không? No. No, okay. Mm. So, okay, so what the... Mm-hmm. Now, okay, question number four. Mm. Oh. Does this like apples? Does it like apples? No? Mm. Vậy đấy mình làm cái gì nhỉ? It likes fruit, đúng không? It like fruit. Fruit là gì? Trái cây. Mm. Nó thích trái cây, cho nên là nó sẽ thích apples, đúng không? So, the correct answer is yes. Mm-hmm. Now, next. What color is this body? What color is this body? This is yellow and brown. Mm, yellow, orange, and brown. Mm-hmm. Now, where is it giraffes? Is this in a house? Where is this giraffe? Is it in the house? Ừ, cái con giraffe này nó ở đâu nhỉ? Có phải nó sống ở trong một ngôi nhà hay không? Yes or no? No. No, okay. Next. Ừ. Okay, is this in a garden? Có phải nó sống trong một khu vườn không nhỉ? Is this in a garden? Ừ, yeah. Con hươu cao cổ. Okay. Oh, you think yes? Mm-hmm. Oh, I don't think so. Okay. No. Next. Okay. Is this in a park? Park. Park là gì nhỉ? Công viên. Mm. Is this in a park? Có phải nó sống trong công viên không? Yes or no? No. No. Okay. So, is this in a zoo? Is this in a zoo? Yes. Yes, okay. It sleep in a zoo. Very good. Mm-hmm. Now, next. Now, write about this animal now. Now, what animal is it? It's a horse. Mm, this is a horse. So, do you know how to write a horse? Bảo Trang có biết viết từ horse không? Yes. Ừ, nào viết từ horse vào đây cho cô nào. I'm a horse. I'm a horse. I'm a horse. Mm-hmm. Okay, good job. And okay, can you tell me what color is a horse? What colors? What color is a horse? It's black and... Mm, is it black and... Yeah. Gray. Oh, red? You think red? Mm-hmm. Okay. Mm, and I'm a very, very, yeah. Okay, I'm sorry. Mm. And I'm a very big animal. Tôi là một con vật rất là to. Okay, now. Okay, look at the picture and tell me, how many legs can you see in this picture? How many legs? There are four legs. Mm, there are four legs. Okay, so I can run with my four legs. Tôi có thể chạy với bốn cái chân của mình. Mm-hmm. And I have a... Oh, gì nhỉ? Okay. A tail. Oh my God. Mm, now, look at the picture and tell me. How many ears can you see in this picture? How many ears? There are two ears. There are two ears. Okay, now. What colors is a tail? What colors is a tail? It is black.
Is it black? Okay, thank you. Mm-hmm. Now, I like eating. Gì nhỉ? Nó thích ăn gì? Nó thích ăn trái cây. Thì Bảo Trang nói như nào? I like eating. Gì nhỉ? I like eating fruit. I like eating fruit. Mm-hmm. I like eating fruit. Okay, but I don't eat meat. Nghĩa là gì? But I don't eat meat. Nghĩa là gì nhỉ? But I don't eat meat. Nhưng mà tôi không thích ăn gì đấy. Meat là gì? Ăn thịt. Tôi không thích ăn thịt. Okay. So, what food do you like? Nào Bảo Trang, what food do you like? Bảo Trang thích ăn gì? What food do you like? Bình thường Bảo Trang thích ăn món gì nhỉ? Okay, I'm sorry. Máy của cô nó bị lỗi một chút. Okay. Like it's Sarah's agreeing for you. Nào, quay trở lại với câu hỏi vừa nãy. What food do you like? Bảo Trang thích ăn món gì nhỉ? What food do you like? I like banana. Oh, you like banana? Okay, so do you like apples? No. No, okay. So do you like tomato? Tomato. Tomato là gì nhỉ? Quả cà chua. So do you like tomatoes? Yes or no? No. No, okay. I don't like tomato too. Now, bây giờ I drink. Tôi uống cái gì nhỉ? Bảo Trang đoán xem, I drink gì? Uống gì đó? I drink. Tôi uống nước. Uống nước thì từ nước là gì Bảo Trang? Water. I drink water. And I love swimming in it too. What am I? Now, what animal is it? What am I? I am a horse. I am a horse. Horse. I am a horse. Okay, so do you like drink water? Do you like drink water? Yes. Yes, okay. So, and do you like drink orange juice? Do you like drink orange juice? Yes or no? Yes. Orange juice. Okay, I like orange juice too. Next. Okay. Cái này thôi. Ok. Nào, cô sẽ quay lại kiểm tra. Alo. Alo. Oh my god. Nào, kiểm tra lại các từ vừa nãy cô dạy nha. Animal body parts. Ok. Nào. What is it? This trunk. Bì bình thường mà. Trunk. Trunk. A trunk. A trunk. And what is it? A tax. Tax. So what color is a tax? What colors? This is white. Very good. Now. How many ears can you see in this picture? How many ears? There are two ears. There are two ears. And can you tell me what colors are the ears? What colors? What color are the ears? Pink. Pink. Very good. Okay, so. Now, touch your nose. Touch là gì nhỉ? Chạm vào mũi nào. Touch your nose. Okay.
Tat your hat. Tat your hat. Hat. Tat your hair. Tat your hair. Tat your hair. Hair, hair, hair. Tóc đâu nhỉ? Tóc của Bảo Trang đâu? Is it your hairs? Okay. And okay. Tat your eyes. Tat your eyes. Oh, it's your eyes. And tat your nose. Tat your nose. Is it your nose? And tat your mouth. Tat your mouth. Okay. And can you show me five fingers? Five fingers. Five fingers. Okay. Can you show me eight fingers? Eight fingers. Eight. Okay. Thank you. And okay. Tap your eyelash. Do you know eyelash? Eyelash là gì nhỉ? Eyelash. Lông mi, lông mi. Mình sẽ có từ eyelash là lông mi. Hình như mà Bì nó không biết đúng không? Eyelash là lông mi. Okay, and eyelash. And tap your eyebrow. Eyebrow. Eyebrow là lông mày. Okay, good. So how many eyebrow have you got? How many eyebrow? Có mấy cái. Bình thường có phải There are two eyebrows, đúng không? Two eyebrows. Oh my god, I'm sorry. You have the two eyebrows. Okay, so tap your nostril. Nostril. Do you know nostril? Nostril là gì nhỉ? Bảo Trang có biết không? Mình có từ này nè. Nostril. Nostril là lỗ mũi. Okay. Tap your nostril. Okay. Where is your nostril? Okay. Thank you. It is your nostril. And tell me how many nostril are there in your nose? How many nostril? There are two nostril. Oh, there are two nostril. Okay. Thank you. Now, and do you have any tail? Do you have any tail? Yes or no? You have a tail? Bảo Trang có tail không? No, okay. I have a tail too. Cô cũng không có đuôi. Okay, good. And? Okay, so how many toes have you got? How many toes? Toes là gì nhỉ? Cái hồi nhỏ là con đi tiêm vaccine nhiều. Toe này này, cô vừa dạy đây. Toe là gì nhỉ? Ngón chân, ngón chân. Okay, so how many toes have you got? Dạ. Yeah. Em thấy hồng đỏ một bên, em nghĩ là I have got 10 toes. Good. Okay, now next. You move to. Okay, body part of a bird. Now, what's the picture? And tell me, what is it? Không, em đã bị chết ạ. What is it? Is it a beak? Okay, and tell me, what colors is a beak? What colors is a beak? Is it orange or is it yellow? Okay, now, what are these? What are these? Có nào mình có một đôi cánh. Cánh là gì nhỉ? Có bị hơi đau đâu. Wings. They are wings. They are wings. These are wings. And now, what is it? These are feather. Feather là gì nhỉ? Lông đúng không? Lông chim. Okay, so what colors is a feather? What colors is a feather? This is red. I think it is red, but is it like pink? I think it is pink. Now, what colors are the legs? What colors are the legs? They are orange.
Uh-huh. Okay. So, thank you. Now, yeah. Huyết áp hoặc là bình thả đại đại thao đường hay gì đi. What is it? This is a fin. This is a fin. Break it. What is it? Thần vị trí. This is a border. A ball. Không phải border mà ball. 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 Okay. Now. Mm. Now, Bảo Trang. Tap your neck. Tap your neck. Neck là gì nhỉ? Bảo Trang có biết từ neck. Neck là gì nhỉ? Đây, cô sẽ biết đây. Neck. Đây là gì nhỉ? Cổ. Okay, so tap your neck. Where is your neck? Mm, is it your neck? Mm-hmm. Thì your neck. And okay. Mm, tap your lips. Tap your lips. Where is your lips? Lip là gì nhỉ? Lip là môi. So what colors is your lips? Quấn nửa uống tất cả được mà quấn mẹ với em kia em cho uống tất cả bình thường. Is it pink? Pink. Or red? Mm, is it pink? Mm-hmm. Now, what colors is your hair? What color is your hair? This is black. Is it black? Okay, good. And show me your arm. Show me your arm. Your arm. Where is your arm? Your arm. Arm của Bảo Trang đâu nhỉ? Where is your arm? Okay, so thank you. It is the end of our lesson today. Bảo Trang nha, về nhà học cho cô các từ. Hôm nay cô dạy mà chỉ bộ phận của các con vật này. Ví dụ như các bộ phận của con voi. Thì từ nào mà mình chưa biết thì mình về nhà mình ôn lại cho cô nha. Yes. Bộ phận của con chim này, đúng không? Và a fish, bộ phận của con cá nữa. Nha, về nhà các bộ phận của các con vật này. Và nhớ ôn lại cho cô cách sử dụng ơ ân đối với danh từ số ít. Và cách thêm s vào danh từ số nhiều. Cách thêm s và is vào danh từ số nhiều. Và bất quy tắc nữa của Trang nhé. Yes. Okay, so goodbye and see you again. See you tomorrow. Gặp lại Bảo Trang vào ngày mai nha. Goodbye. Goodbye, Bảo Trang.